nấm này thì Vân sẽ kho nước tương nha cả nhà. Nấm này hơi to, Vân cũng không biết là nấm gì. Mình sẽ cho thêm một miếng hạt ngô nha mọi người. Rồi Vân sẽ đổ nước vào. Cái này Vân sẽ kho 10 phút. Cái nấm nó cũng mau chín lắm cả nhà. Bên này thì Vân cũng sắc một miếng hành để một chút xíu nữa nấm kho chín đó, mình để lên mặt cái cả nhà. Hôm nay 15 rằm ăn chay đơn giản rồi cả nhà ơi. Nấm kho với củ kiệu với xà bấu ngâm tương. Mời cả nhà dùng món chay cùng Vân nhé. Mình sang thử nấm. Nấm này hồi nãy lúc nãy nó to lắm cả nhà, nấu nó teo lại. Vân thử coi nó ngon không. Sực sực béo béo ngon lắm cả nhà, nhưng mà Vân không biết mắm này mắm gì nữa. Vân kho với nước tương. Bữa nay rằm ăn chay đơn giản rồi cả nhà ơi. Vân ăn với dưa kiệu nè. Dưa kiệu này hả, mang từ Việt Nam qua. Giòn cả nhà ơi. Bữa nay Vân ăn đơn giản thôi, nấu có một món à. Vì ăn chay ăn sao cũng được cả nhà. Nếu mà không nấu thì Vân cũng có đem chao á, dứt cục chao ăn cũng được. Mời cả nhà nấm, nấm ngon lắm cả nhà. Nó sực sực béo béo. Và ăn chung với xà bấu ngâm tương. Mời cả nhà nấm, ngon quá. Ăn chung với một miếng xà bấu. Mời cả nhà củ kiệu nè, giòn lắm cả nhà. Ngon. Chua chua ngọt ngọt. Lắm cả nhà. Mini này cả nhà. Bơ này lần trước là Vân có review rồi. Này là Vân bóc vỏ ra hết rồi. Nghe trái bơ này cả nhà. Sáp ngon ha. Cả nhà, mời cả nhà nhé, mình chấm một miếng sữa. Cái bơ này hơi xíu rồi cả nhà.
Ngon quá nhỉ. Ở Việt Nam Vân Kiếm mua không có. Không có cái loại nhỏ giống vậy. Tại vì mẹ Vân xem Vân ăn cái loại này thích ăn á, cái Vân định kiếm mua cho mẹ ăn. Mà Vân kiếm hoài không có gặp. Search trên mạng cũng không có chỗ điểm nào bán. Béo ngon cây nhà.